Mến chào quý vị và các bạn. Tôi là bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương ở Trung tâm Chẩn đoán Hình ảnh và Can thiệp Điện quang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Hôm nay tôi trình bày với các bạn một cái chủ đề về chẩn đoán và điều trị can thiệp tràn dẫn chậm màng phổi tự phát. Đây cũng là cái bài báo cáo mà tôi vừa mới thực hiện ở hội nghị điện quang can thiệp toàn quốc. Trong cái khuôn khổ của cái hội nghị thì tôi không có nhiều thời gian để tôi nói hết những điều mà tôi tâm đắc. Chính vì thế cho nên là tôi ngay sau khi hội nghị xong thì tôi tiến hành record lại cái video này để có thể nói hết được những cái điều mà tôi cũng đã rất là tâm đắc và muốn chia sẻ đến với cả các đồng nghiệp về một số các cái kinh nghiệm chẩn đoán và điều trị của tôi. Cái vấn đề tràn dẫn chậm màng phổi thì được chẩn đoán rất là dễ khi mà bệnh nhân có cái triệu chứng khó thở và vào viện hoặc là đi chọc hút dịch ra một cái dịch màu trắng như sữa và nồng độ triglyceride của cái dịch đó trên 110 mg trên decilit hoặc là trên 1,24 mmol trên lít, thì đấy là cái tiêu chuẩn chẩn đoán dẫn chậm trong bất kỳ một cái dịch ở đâu, không chỉ có dịch màng phổi. Đối với cả tràn dẫn chậm màng phổi do nguyên nhân thường gặp nhất là chấn thương hoặc là tai nạn hoặc là sau phẫu thuật thì điều trị cho đến nay thì hầu như là rất là thành công với tỷ lệ khỏi gần như là 100%. Riêng đối với cả tràn dẫn chậm màng phổi không do chấn thương thì nguyên nhân thường gặp nhất là thứ nhất là ung thư, đầu bảng là ung thư. Thứ hai là nguyên nhân do không ung thư và các cái bệnh lý mà tôi sẽ chủ yếu là trình bày trong cái bài báo cáo này. Đối với cả tràn dẫn chậm màng phổi mà do ung thư, do cái tế bào ung thư nó xâm lấn vào toàn bộ các cái hệ bạch huyết và nó gây ra rò nhiều vị trí thì cái việc chẩn đoán và điều trị ra thì hầu như là vô phương cứu chữa. Còn đối với cả những cái bệnh nhân mà không ung thư mà có tràn dẫn chậm màng phổi, đấy là cái đối tượng mà chúng ta cần nhắm đến vì có thể chẩn đoán và điều trị khỏi hoàn toàn cho nhóm bệnh nhân này. Chúng ta cần phải phân biệt là cái dịch là dịch bạch huyết và dịch dưỡng chấp. Chúng tôi cũng đã nói rất là nhiều ở các cái bài báo cáo của tôi, các cái bài giảng của tôi cần phải phân biệt hai cái dịch này, bởi vì là bản chất của dịch nó khác nhau và vị trí tổn thương nó cũng khác nhau. Ví dụ như là dịch dưỡng chấp thì nó đi từ bạch huyết ruột đến bể dưỡng chấp, đi dọc trong ống ngực và đổ vào tĩnh mạch. Còn dịch bạch huyết thì nó ở chân hoặc là gan đi xuống hoặc là các mô mềm thì cái dịch này không có dưỡng chấp. Đấy. Chúng ta hình dung là bất kỳ một cái tổn thương nào đó ở trên đường đi của ống ngực hoặc là của thân ruột thì mới gây ra được cái giò dưỡng chấp, còn lại thì sẽ ra cái dịch bạch huyết mà thôi. Đối với cả dịch bạch huyết phổi thì nó đi đổ vào cái rốn phổi và đây là chính là dịch bạch huyết và nó ít liên quan đến các cái giò dưỡng chấp. Còn cái ống ngực thì thực tế của nó có các cái nhánh bên, có nhiều cái nhánh bên và các cái nhánh bên này nó đi ở dưới ở lá thành của màng phổi và nó có một số các cái lỗ bên đó thì nó đi một chiều. Chúng ta hình dung là khi mà có những cái tắc nghẽn của ống ngực ở đoạn đổ vào tĩnh mạch dưới đòn thì các cái bàng hệ của ống ngực nó sẽ đi ngược lại theo 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 cái rãnh nhánh bạch huyết liên sườn và nó sẽ đổ vào tĩnh mạch. Nó giống như là cái tuần hoàn của tĩnh mạch, nếu mà có bị tắc nghẽn ở chỗ nào đó thì nó có bàng hệ đi như vậy, thì trên đường đi của đường ống ngực hoặc là cái nhánh bên của ống ngực mà tổn thương thì cũng có thể gây ra giò dưỡng chấp của phòng màng phổi. Nguồn gốc của giò dưỡng chấp màng phổi thì như tôi đã nói là nó tổn thương có thể ở thân ruột trong bụng hoặc là trên đường đi của ống ngực hoặc là rãnh nhánh bên. Cái video này nó minh họa cái chuyện là dưỡng chấp màng phổi nhưng mà nguồn gốc của nó lại là nằm trong bụng. Đây là một cái bệnh nhân mà người ta thấy rằng là dưỡng chấp màng phổi mà khi mở màng phổi ra thì thấy có một cái lỗ ở cơ hoành nó bị thủng và cái dưỡng chấp theo áp lực âm của màng phổi nó được hút lên trên trên bụng, trên màng phổi từ bụng. Bản chất của cái tổn thương này nó chính là các cái dạng nang hoặc là dạng bẩm sinh của các cái nang dưỡng chấp ở sau phúc mạc, vì một lý do nào đó mà nó thủng, nó đưa lên theo cái áp lực âm của lỗ cơ hoành của một khoang màng phổi, nó đi theo lỗ cơ hoành nó lên trên hoặc là các vết thủng của cơ hoành nó lên trên và nó tạo thành các dịch màng phổi.
Đối với cả cái trường hợp như vậy thì điều trị sẽ không khó khăn. Chúng ta chỉ cần tiếp cận với cả cái khối dịch dưỡng chấp sau phúc mạc và gây sơ nó bằng các chất gây sơ hoặc là bằng bất kỳ một cái keo sinh học thì nó có thể gây xẹp cái khối dị dạng dưỡng chấp sau phúc mạc và xử lý được cái dịch màng phổi. Một cái nguyên nhân nữa gây ra dịch dưỡng chấp màng phổi tự phát đấy chính là cái bất thường này có thể là bẩm sinh khi mà ví dụ như là không có cái chỗ tắc hoặc là teo bẩm sinh chỗ đầu trên của ống ngực thì dưỡng chấp đi trong ống ngực nó sẽ đổ vào các cái nhánh bàng hệ, ở đây là nó đi vào phổi hoặc là đi vào màng phổi và nó gây ra giò. Thì đối với những trường hợp như này thì chúng ta chỉ cần đi vào trong ống ngực, trong gần nút tắc ống ngực bằng keo thì cái dưỡng chấp màng phổi nó sẽ được xử lý. Một cái nguyên nhân nữa là các cái giãn giãn nang của các cái bạch huyết hay là dưỡng chấp trong trung thất, và khi mà có một cái động tác nào đó gây ra tăng áp lực mà nó vỡ, nó rách vào khoang màng phổi thì cũng là một cái nguyên nhân. Điều trị cái trường hợp như này thì người ta thường là gây sơ cái khối giãn nang này thì dịch mà dưỡng chấp màng phổi nó cũng sẽ hết. Các phương pháp chẩn đoán hình ảnh tiên tiến nhất hiện nay gồm có CT, gồm có cộng hưởng từ và chụp mạch số hóa xoa nền. Nhìn chung thì chẩn đoán cộng hưởng từ là một phương pháp thăm dò ít xâm lấn và dùng các cái sung T2 cắt mỏng hoặc là tiêm đối quang từ vào hạch bẹn để xác định cái đường đi của hệ bạch huyết và tìm chỗ giò của dưỡng chấp. Chụp DSA thì sẽ thực hiện khi mà có can thiệp kèm theo. Phim chụp cộng hưởng từ hệ bạch huyết nó có một cái rất là lợi ở chỗ là nó cho phép chúng ta nhìn thấy toàn bộ đường đi của ống ngực trên toàn bộ chiều dài, và độ phân giải của cộng hưởng từ là rất là cao, độ phân giải không gian rất là cao, cho nên là có thể hy vọng là nhìn thấy được các cái nhánh giò hoặc là các cái vị trí mà nó thông thương với cả màng phổi. Và đối với cả chụp DSA thì ít khi chúng ta nhìn thấy toàn bộ ống ngực trên chiều dài của nó, bởi vì là lipidol nằm trong ống ngực là nó sẽ bị đứt đoạn và nó trôi đi thành từng đoạn, thì ít khi nhìn thấy toàn bộ chiều dài. Về chiến lược điều trị cái giò dưỡng chấp màng phổi không do chấn thương thì đầu tiên chúng ta phải xác định là có tràn dịch dưỡng chấp ở trong ổ bụng hay không hoặc là sau phúc mạc hay không để nó giò lên ngực bụng là giò lên ngực theo lực âm. Nếu có thì bắt buộc chúng ta phải tìm đủ mọi cách để chúng ta làm tắc các cái chỗ giò ở dưới bụng thì trên ngực nó mới hết được, và nếu mà không được nữa thì người ta có một cái shunt Denver thì nó sẽ nằm ở slide sau, tôi sẽ giải thích cái shunt Denver là gì. Còn đối với cả tràn dưỡng chấp màng phổi mà không có cái dưỡng chấp ổ bụng, tức là không bắt nguồn từ bụng, thì chúng ta cần phải chụp cộng hưởng từ bạch huyết lên để chúng ta trả lời cái câu hỏi là còn ống ngực hay không. Đấy. Khi mà còn ống ngực thì bắt buộc chúng ta phải đưa cái ống thông vào trong ống ngực chúng ta chụp thì chúng ta phát hiện cái nhánh giò. Còn nếu mà không có ống ngực hoặc là có khối bạch huyết ở trung thất chẳng hạn thì chúng ta phải gây sơ cái bạch huyết trung thất, hoặc là nếu mà không có ống ngực thì lúc bây giờ chẩn đoán sẽ rất khó khăn. Đây là cái hình ảnh shunt Denver, người ta đưa khi mà cái dịch dưỡng chấp trong bụng mà không thể cách nào để mà xử lý nó được thì người ta đặt một cái ống thông vào trong bụng và theo cái van một chiều nó sẽ bơm cái dưỡng chấp để nó đổ vào trong tĩnh mạch chủ, và đây gọi là cái shunt Denver. Chiến lược điều trị đối với cả bệnh nhân giò dưỡng chấp màng phổi tiên phát hay là không có chấn thương thì là đầu tiên phải kiêng mỡ để giảm cái dòng chảy thể tích tuần hoàn ở trong ống ngực, hy vọng là nó sẽ liền. Thứ hai là dùng các biện pháp can thiệp, thì cái can thiệp này có thể làm đi làm lại khá nhiều lần, thậm chí là có những bệnh nhân mà được gây sơ cái ổ dị dạng mà dưỡng chấp nó phải tiêm sơ đến khoảng 7-8 lần, đến có bệnh nhân đến 10 lần. Khi mà không còn cái phương pháp nào để xử lý nó được dưỡng chấp màng phổi thì người ta điều trị bằng gây dính màng phổi hoặc là đặt cái shunt Denver. Vai trò của mổ trong cái điều trị tràn dưỡng chấp màng phổi thì thế nào? Vai trò của mổ thì ở đây tôi đặt dấu hỏi, bởi vì là như những cái slide tiếp theo thì chúng ta sẽ dần dần sáng tỏ là cái việc mổ này thực sự là rất là tù mù, bởi vì chúng ta không hiểu rõ được bản chất của cái tổn thương, thì khi mà chúng ta mổ mà thắt ống ngực thì vô tình có thể sẽ làm nặng thêm bệnh. Ví dụ một bệnh nhân nam 33 tuổi tràn dưỡng chấp màng phổi tự phát ở bên phải
không chấn thương, không mổ xẻ gì hết, tự nhiên thấy khó thở đi khám và thấy tràn dịch màng phổi, hút ra thì ra dưỡng chấp. Đây là cái hình ảnh dịch màng phổi ra mỗi ngày khoảng 500 ml, khi bệnh nhân nhịn ăn thì nó có cái màu như thế này. Chúng tôi chụp DSA bạch huyết, tiêm mạch, tiêm thuốc nội quang từ vào, tiêm thuốc cản quang vạch bẹn, thì chúng ta nhìn thấy là cái lipidone nó đi đến đoạn thắt lưng thì nó dừng lại, nó không đi nữa. Đấy. Có đi đến L2 thì nó dừng lại, và sau rất là lâu thì mãi nó thuốc nó không lên trên. Thì bệnh nhân này chúng tôi tiếp theo thì chúng tôi đưa sang bản CT để chúng tôi tìm xem có cái dấu vết của cái lipidone nằm trong màng phổi hay không, thì chúng tôi thấy rằng là bệnh nhân này không có ống ngực và có các nhánh bằng hệ ở bạch huyết lên sườn bên phải, và nó một số các cái nhánh đi vào phổi. Ở đây thì bệnh nhân này sau đó sẽ được điều trị bằng cách là chọc cái kim vào nhánh bạch huyết lên sườn để chúng tôi hút nó ra dưỡng chấp, và chúng tôi gây sơ, bơm sơ. Bệnh nhân này thì chúng tôi giải thích rằng là vì là không có ống ngực cho nên là bạch huyết nó đi theo các tuần hoàn bằng hệ, nó đi vào cái nhánh lên sườn để nó đi vào tìm đường đi vào tĩnh mạch, cho nên là một hoặc là một số các cái nhánh tĩnh mạch, những cái nhánh bạch huyết lên sườn nó bị vỡ, nó rách, nó gây ra giò vào khoang màng phổi dưỡng chấp. Và bệnh nhân này chúng tôi đã chọc vào cái nhánh bạch huyết ở lên sườn rồi, chúng tôi nút tắc và không còn cái giò dưỡng chấp ở màng phổi sau đó. Bệnh nhân nữ 53 tuổi có tràn dưỡng chấp màng phổi bên phải. Ở đây chúng tôi chụp cộng hưởng từ, chúng tôi nhìn thấy là có ống ngực, có ống ngực, và chúng tôi không biết được nguyên nhân tại sao, nhưng mà khi mà đưa cái ống thông vào trong ống ngực để chụp chụp lên thì chúng tôi thấy có một nhánh ống ngực, nhánh bên của ống ngực nó đi vào màng phổi, nó rất là nhỏ thôi. Và bệnh nhân này chúng tôi quyết định là nút coil ở đoạn trên, sau đó là nút keo ở đoạn dưới và đi qua cái chỗ nó dò vào màng phổi. Ở đây là cái chỗ mà chúng ta nhìn thấy nó cái sợi mảnh mảnh nó dò vào màng phổi, cái này đã được nút tắc bằng keo. Bệnh nhân này sau đấy 1 năm đến đây gặp chúng tôi chụp lại thì cái ống ngực vẫn còn chứa các cái chất nút mạch và coil, dịch màng phổi thì còn một cái sợi rất là mảnh và không có ý nghĩa gì về mặt chẩn đoán và điều trị cho cái lượng dịch này. Một bệnh nhân khác mà gần đây chúng tôi thực hiện là bệnh nhân nữ 53 tuổi, 33 tuổi, mặc dù là cao 1m58 thôi nhưng mà nặng còn có 30 cân thôi, thể trạng rất là suy kiệt cả về thể chất lẫn tinh thần, bởi vì là bệnh nhân này đã được đi khám rất là nhiều nơi ở các bệnh viện với cái chẩn đoán là giò dưỡng chấp màng phổi hai bên. Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy dịch dưỡng chấp màng phổi ở trên cầu hồng từ. Chúng tôi chụp bạch mạch qua hạch bẹn thì rất là lâu, chỉ thuốc cản quang nó chỉ đọng ở thắt lưng thôi, nó không lên trên bụng được, mặc dù đã chờ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Sau đó thì chúng tôi không thể chờ được nữa, chúng tôi cho bệnh nhân về, và buổi trưa hôm đấy cùng ngày chúng tôi đưa đi chụp CT thì không thấy các bằng chứng của thuốc cản quang lipidone trong màng phổi. Và buổi chiều hôm đấy lúc 3 giữa chiều hôm đó thì chúng tôi lại đưa lên chụp thêm một lần nữa, thì lúc bây giờ thấy một cái chấm trắng ở dưới màng phổi, thì đấy chính là lipidone. Và chiến lược chúng tôi lại tiếp tục tính đến chuyện là gây sơ cái nhánh lên sườn. Đây là một kim chọc từ bên trái, một kim chọc từ bên phải, hai kim này đi vào các cái nhánh bạch huyết ở thắt lưng, nhánh bạch huyết lên sườn. Đây một cái kim, chúng ta thấy đây một cái kim nữa, thì cái việc chọc vào cũng không phải dễ vì chúng ta nhìn thấy cái lỗ của cái giữa hai xương sườn này nó rất là mảnh. Và kết quả sau 2 tháng thì một bên màng phổi trái thì hết hoàn toàn dịch không còn nữa, còn màng phổi phải thì ra số lượng ít. Tuy nhiên là sau đấy khoảng 2 tuần sau nằm ở nhà thì cái lượng dịch lại tăng lên rất là nhiều và tuần nào cũng phải đi chọc hút ra 1 lít dịch. Lần này thì chúng tôi chụp DSA bạch huyết qua hạch bẹn và chúng tôi nhìn thấy rằng là có một cái nhánh bạch huyết liên cạnh phải của thắt lưng nó đi lên màng phổi, và chúng tôi đã chọc vào cái nhánh này, chúng tôi luồn dây dẫn lên trên và chụp nút nút cái nhánh này, thì cái dịch màng phổi phải nó cũng đỡ đi rất là nhiều. Một bệnh nhân nam 39 tuổi tràn dưỡng chấp màng phổi trái, ở đây chúng tôi chụp cộng từ lên, chúng tôi nhìn thấy ống ngực, thì cứ nhìn thấy ống ngực là một cái tín hiệu tốt tốt và
và mình có triển vọng để điều trị. Thì đối với bệnh nhân này chúng tôi cũng luồn cái ống thông vào trong ống ngực, chúng tôi bơm cản quang thì thấy nó tắc ở đầu trên, tắc phần bao giữa ống ngực và có một cái nhánh bàng hệ nó đi ngang vào màng phổi. Thực tế thì cái ống ngực này nó không phải là tắc, mà bởi vì phía trên này nó có cái cản trở đi vào tĩnh mạch dưới đòn, cho nên là khi bơm thuốc cản quang đến đây nó dừng lại. Bệnh nhân này sau đó thì chúng tôi có nút tắc ống ngực bằng keo, thả coi ở trên sau đó bơm keo ở dưới, thì chúng ta nhìn thấy là thuốc cản quang nó vào phổi rất là nhiều và cái nhánh mà tràn dịch mà phổi đã được xử lý. Ở đây chúng ta còn nhìn thấy cả cái lipidol nằm trong màng phổi, đây là sông dẫn lưu. Kết quả điều trị tại bệnh viện Đại học Y Hà Nội chúng tôi trong vòng khoảng 2 năm thì có 7 bệnh nhân giữ chức màng phổi không do chấn thương, thỏa mãn các cái điều kiện chọn bệnh nhân. Trong đó hai bệnh nhân là không có ống ngực và 5 bệnh nhân là có ống ngực. Có 6 bệnh nhân thì khỏi hoàn toàn về lâm sàng, không có biến chứng tàn tật và tử vong nào hết. Để đến bàn luận thì dưỡng chấp màng phổi mà không do chấn thương đấy, thì chúng ta thấy có một nghiên cứu duy nhất với 34 bệnh nhân. Cái nghiên cứu này được thực hiện ở Pennsylvania của các nhóm tác giả Witkin. Với 34 bệnh nhân thì người ta thấy rằng là khỏi về lâm sàng cũng khoảng 54%, mà nhìn thấy chỗ rò thì khoảng 65%. Để đi đến tổng kết cho cái bài báo cáo của tôi thì thứ nhất là dưỡng chấp màng phổi không do chấn thương, chẩn đoán và điều trị thì rất là khó, cực kỳ khó, và cần phải tìm nguyên nhân tổn thương và vị trí tổn thương thì mới điều trị được. Chỉ còn nếu mà rách ở nhánh bên chẳng hạn, mà chúng ta thắt đoạn trên của ống ngực thì có bao nhiêu dưỡng chấp nó sẽ đổ hết vào cái khoang màng phổi thì nó sẽ nặng lên bệnh, ví dụ thế. Về trình tự chẩn đoán và điều trị thì thứ nhất là chúng ta phải trả lời được câu hỏi là tràn dịch dưỡng chấp từ bụng hay từ ngực. Nếu nguyên nhân mà từ bụng thì bắt buộc chúng ta phải xử lý nguyên nhân từ bụng trước, còn nếu mà từ ngực thì chúng ta phải trả lời câu hỏi là còn ống ngực hay không. Trong trường hợp mà ống ngực còn thì chúng ta sẽ phải chụp ống ngực để tìm các cái vết giò của ống ngực hoặc là các cái nhánh bên của ống ngực nó tổn thương. Nếu mà không có ống ngực thì chúng ta nhìn thấy nhánh nào giò vào màng phổi thì chúng ta sẽ nút nhánh đó, và cái thấy này có thể là chọc trực tiếp qua DSA. Trường hợp mà lại khó nữa, tức là không nhìn thấy ống giò đâu, nhánh giò đâu nữa đấy, thì đây là một trường hợp cực kỳ khó, khó nhất trong các loại điều trị dưỡng chấp màng phổi không do chấn thương, thì chúng ta cần phải chụp CT xem có nhánh lên sườn nào không, và chúng ta hy vọng gây sơ cái nhánh lên sườn đấy nó sẽ tắc được cái luồng thông. Và trong trường hợp tất cả các phương pháp đều thất bại thì còn một phương pháp cuối cùng là gây dính màng phổi thì cũng được đặt ra. Và tôi xin cảm ơn sự theo dõi chú ý của các bạn.